Chị thật là nhà mình khoan chùa bởi vậy. Mình chế tình hiểu mà mình khoan chùa. Mình khoan chùa mà bên đây là nhà mình. Chế tình hiểu chung mỗi chùa. Chết mình muốn lắm mà có thể mình phân cho lần nó không biết là sao có thể chết thì muốn thế nào. Hello đại ca, không biết đoạn đường ngày hôm nay chả thấy có ai đi qua đại ca. Để em ngồi đây đợi tí xem có ai đi qua không. Có ai đi qua thì em mới báo cho đại ca nhé.
Alo, đại ca. Hôm nay em lại bắt được một đứa đại ca đang ở đôi. Rồi, đại ca cho người sang chỗ mà mình thường hay giao hàng nhá. Ở khu vực biên giới nhá. Rồi, thì em đang ở đó. Ok đại ca, chào đại ca nhá. Alo, anh nghe đại ca. Ừ, vâng vâng, ừ, em biết rồi. Vâng vâng. Vâng 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 em biết rồi, em đảm bảo với đại ca là hàng ngon nhá. Này ok đại ca, nhìn cũng được, cũng khá khá xinh đấy. Ok em biết rồi. Rồi, rồi. Đại ca cho người sang nhân viên nhá, em chờ đại ca nhá. Rồi rồi rồi. Người đâu rồi? Mẹ nó! Không được, không được. Gọi lại ca trước. Alo, đại ca. Em xin lỗi đại ca, nó trốn mất rồi đại ca. Vâng, vâng, em biết rồi, để em đuổi theo. Ok, chào đại ca nhá. Mẹ nó! Nó lại chạy thoát đi. Thank you.
kìa, cô đi đâu rồi? Cô tìm thấy cô là cô chết với tôi luôn. Cô đi đâu rồi? Cô đi đâu rồi? Cô đi đâu rồi? Cô ra đây cho tôi. Cô đâu rồi? Cô đâu rồi? Ra đây. Cô ra đây. Cô đâu rồi? Cô ra đây cho tôi. Đây. Quy rồi. Rồi. Cô rồi. Cô rồi. Ai gọi điện đây này? Ngô đại ca. Nghe. Vâng, em xin lỗi đại ca, em chưa tìm được. Rồi rồi, em biết rồi, đại ca. Nha, ok. Chào đại ca. Cứ cố gắng ạ. Nghe rồi, đi đâu rồi? Tao mà tìm được tao ra cho một trận này. Alo đại ca. Em vẫn chưa tìm được nó đại ca. Vâng, chắc là em về thôi, em không tìm được nó nữa, em cũng biết tìm đâu rồi, để em đi tìm thử xem có con khác không, nếu có đứa khác thì em phát về cho đại ca thôi. Vâng, xin lỗi đại ca nhé. Xin chào đại ca. Cuando yo cortí la voz, se ocupan cheta que me sea.